Mở đầu sẽ là những thông tin về tình hình dịch sốt xuất huyết đang hoành hành trên khắp cả nước, mà đặc biệt là tại hai thành phố lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Đến ngày hôm nay thì cả nước đã có hơn 80.000 người mắc sốt xuất huyết và trong đó đã có 24 ca tử vong. Và riêng tại Hà Nội thì có gần 16.000 người mắc với 7 trường hợp đã tử vong rồi. Dạ vâng, mà một điều đáng lo ngại là có nhiều phụ nữ trong giai đoạn mang thai mắc dịch bệnh này, trong đó thì một người đã bị sảy thai. Theo các bác sĩ thì đây là trường hợp biến chứng do sốt xuất huyết dẫn đến sảy thai đầu tiên tại Hà Nội. Hiện mỗi ngày khoa truyền nhiễm của bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận khoảng 200 lượt bệnh nhân đến khám vì sốt xuất huyết, trong đó phụ nữ có thai mắc sốt xuất huyết chiếm khoảng 15 đến 20%. Từ đầu năm nay đến nay, những phụ nữ có thai phải nhập viện điều trị tại đây lên tới 40 trường hợp, trong đó có một trường hợp bị sảy thai. Bệnh nhân là một phụ nữ 26 tuổi ở quận Đống Đa, mang thai lần đầu, nhập viện vào ngày sốt thứ hai nhưng qua khám và siêu âm đã thấy dấu hiệu thai 4 tuần đang sảy. Theo các bác sĩ, đây là trường hợp biến chứng điển hình vì sốt xuất huyết ở bà bầu, bởi trong giai đoạn đầu mang thai của bệnh nhân, virus sốt xuất huyết sẽ tác động vào cơ quan tạo máu của mẹ và con, gây ra rối loạn đông máu. Bệnh có thể gây suy thai, đẻ non, thai chết lưu do sốt và mất nước dài ngày hoặc tổn thương chức năng gan, thận. Vì thế, các bác sĩ cảnh báo, các thai phụ khi có dấu hiệu nghi ngờ mắc sốt xuất huyết cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám sớm và có những chỉ định về điều trị. Vâng, chắc chắn là khi nghe thông tin này thì rất nhiều những phụ nữ có thai sẽ hoang mang. Tuy nhiên, theo các bác sĩ thì không phải phụ nữ nào khi mang thai bị sốt xuất huyết thì cũng bị gặp biến chứng. Và theo thống kê thì chỉ có khoảng 10 cho tới 15% số những người đến khám vì sốt xuất huyết có chỉ định là phải nhập viện. Và trong khoảng 10% số này nhập viện có biến chứng nặng. Và người bệnh có biến chứng nặng thường là những người đang mắc những cái bệnh khác như là đái tháo đường này, cao huyết áp, xơ gan, bệnh nhân bị sốc và không được xử trí đúng và kịp thời. Dạ vâng, và cũng theo các bác sĩ, biến chứng của bệnh xuất hiện từ cuối ngày thứ ba và có thể ồ ạt từ ngày thứ tư. Lúc này thì cần phải đến viện ngay lập tức. Riêng với phụ nữ mang thai, bên cạnh việc khám thai định kỳ thì khi có dấu hiệu nghi ngờ mắc sốt xuất huyết cũng cần phải đến ngay cơ sở y tế, không được tự ý dùng thuốc tại nhà.